Quý vị thân mến, những ai không nên ăn đậu phụ? Đậu phụ là món ăn phổ biến vì có giá trị dinh dưỡng cao với giá cả bình dân. Tuy nhiên, không phải đây là món ăn luôn tốt với tất cả mọi người. Đậu phụ là một sản phẩm được sản xuất từ đậu nành, rất giàu dinh dưỡng và đa chức năng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe như giàu protein, canxi, kali, vitamin E, flavonoid, có thể cải thiện khả năng miễn dịch, tốt cho xương cốt, giảm mỡ máu, giảm các triệu chứng tiền mãn kinh ở phụ nữ, cũng như nhiều tác dụng khác. Tuy nhiên, theo các bác sĩ dinh dưỡng, bản chất của đậu phụ là có tính lạnh và giàu protein, nên những nhóm người sau đây thì không nên ăn đậu phụ. 1. Tiêu chảy do lạnh dạ dày. Đậu phụ là một loại thực phẩm thuộc tính lạnh, kết cấu mềm và dễ tiêu hóa, là món ăn rất giàu nước. Sau khi ăn, cơ thể sẽ được cung cấp thêm nước, giúp thanh nhiệt giải hỏa, tăng cường khí lạnh trong dạ dày và nhuận tràng thông tiện. Vì lý do này, những người có bệnh liên quan đến đau bụng đi ngoài do lạnh thì tốt nhất là không nên ăn đậu phụ để tránh làm tăng khí lạnh trong dạ dày, dẫn đến tiêu chảy, nôn hoặc tình trạng tiêu chảy trở nên nặng hơn. 2. Bệnh nhân gút. Trong đậu phụ chứa một lượng lớn chất purin, chất này sẽ làm tăng hàm lượng purin trong cơ thể, cao hơn rất nhiều sau khi ăn đậu phụ. Những người bị bệnh gút, bản thân đã có sự trao đổi purin bất thường, nếu tiếp tục ăn thêm đậu phụ sẽ càng làm cho hệ thống trao đổi purin trở nên rối loạn, từ đó dẫn đến làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. 3. Những người có chức năng thận yếu. Đậu phụ giàu protein thực vật được chuyển hóa thành hợp chất chứa nitơ và bài tiết qua thận sau khi ăn. Những người có chức năng thận yếu, chẳng hạn như người cao tuổi hoặc người có bệnh thận. Không những thế, canxi trong đậu phụ cũng dễ bị kết tủa trong cơ thể, dễ gây ra sỏi thận. 4. Không ăn đậu phụ trong khi đang uống thuốc tetracycline. Đậu phụ giàu canxi và magie, trong khi thuốc tetracycline có chứa các thành phần có sự phản ứng với canxi và magie. Vì vậy, lời khuyên dành cho bạn là không ăn đậu phụ trong khi uống thuốc để không làm thay đổi thành phần của thuốc, dẫn đến làm giảm tác dụng. 5. Bệnh nhân thiếu iốt. Đậu phụ chứa saponin, mặc dù có tác dụng ngăn ngừa chứng xơ cứng động mạch, nhưng đồng thời cũng làm tăng sự bài tiết của iốt trong cơ thể. Người bị thiếu iốt trong cơ thể nếu tiêu thụ lâu dài các chế phẩm đậu và đậu phụ chắc chắn sẽ dẫn đến việc thiếu iốt trong cơ thể một cách thực sự, có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu iốt và các triệu chứng khác. 6. Không ăn với rau bina hoặc hành tây. Đậu phụ là thức ăn giàu canxi, rau bina và hành tây rất giàu axit oxalic. Sử dụng đậu phụ với rau bina hoặc hành tây để ăn cùng nhau sẽ làm cho canxi trong đậu phụ kết hợp với axit oxalic, tạo thành hiện tượng canxi oxalat tích tụ. Điều này không chỉ làm giảm tác dụng bổ sung canxi của đậu phụ mà còn dễ dẫn đến bệnh sỏi. 7. Không nên ăn đậu phụ với số lượng lớn trong dài hạn. Đậu hũ giàu protein, purin và saponin, nếu ăn quá nhiều đậu trong dài hạn có thể gây ra các triệu chứng khó tiêu như đầy bụng, tiêu chảy, tăng gánh nặng thải trừ chất thải của nitơ, làm cho tình trạng bệnh gút trở nên xấu đi hoặc gây thiếu iốt. Trên đây là những lưu ý khi ăn đậu, những nhóm người không nên ăn và nguyên tắc kết hợp thực phẩm bạn cần nhớ. Hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân để mỗi người đều biết ăn uống một cách đúng đắn hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.